Thì bác, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả các anh em đang theo dõi kênh của Thành Quốc Hùng. Thì tiếp tục video hôm nay thì bên em lại giới thiệu chi tiết một con đáy đến từ hãng Crown của Mỹ. Con này thì có mã là model là Microtep 600 nha bác nha. Thì hôm trước em về một con là 1201 thì đã lên đường. Thì hôm nay tiếp tục cho cả bác là một con Microtep 600 bán là điện 100V hàng xuất sang thị trường Nhật nha bác nha. Vừa hình thức thì sao bóng còn cực kỳ là đẹp nha bác, cực kỳ đẹp về mặt mũi cho đến là nắp lưng hầu như là không bị tròi xước nha bác nha. Đây là mặt trước của nó này, còn cực kỳ đẹp nha bác. Quai sắt đồ còn đầy đủ luôn. Bên hông tem cờ đầy đủ nha. Đấy, tiếng Nhật này, điện là 100V, con này có công suất là 600W nha. Ngồi đằng sau này, Make in Yoda Crown. Chạm lo thì chạm lo là bắp chuối Martin thông dụng. Đường tiếng hiệu vào gồm 6 ly và Canon. 6 ly của Canon nha anh em nha. Hàng rất đẹp luôn. Rồi em đi vào cái nội thất phía bên trong của sản phẩm. Còn đây là cái nội thất phiên trong của chiếc đáy Crown Microtep 600. Ở đây thì chúng ta sẽ đã được là hai cái tăng phô vàng nha. Còn tem đầy đủ và cũng như là quạt gió của nó thì cánh quạt rồi còn mới tinh nha bác, cánh quạt rất là mới và tránh nên là con này rất ít sử dụng. Con này đời là đời tủ sữa nha, tủ sữa và sò là sò Motorola hay còn gọi là Mexico. Đó, chạy là 16 con, 2, 4, 6, 8, 16 con và 8 con sạc thang. Tổng cộng là 24 con. 16 sạc sách và 8 sạc thang nha bác nha. Mỗi vế là 4 con sạc thang này, 2, 4. Cái này 4 con nữa là 8 con. Quạt rất là tính nha. Rất đẹp nha bác nha. Thì về cái dòng Crown thì nó sẽ có ba cái đời nó khác nhau. Thì cái đời thứ nhất là đời tủ sữa này, đời tủ sữa. Đời này là cái đời chót. Đời tủ sữa thì nó sẽ đi đôi với là sò Mexico. Đó. Còn về cái đời mà tủ xanh Philip và tủ đen Philip đó, thì nó sẽ đi đôi với là sò vuông miệng. Sò vuông miệng nha. Thường là cái tủ xanh thì nó cũng có sẽ là nó có con thì nó chạy nó đi đôi với là sò Mexico. Còn riêng cái sò cái đời tủ đen á, đời tủ Philip đen vuông miệng á thì nó sẽ lúc nào thì nó cũng sẽ đi với lại cái sò vuông miệng. Đó. Còn sò xanh thì nó hỗn hợp giữa Mexico và vuông miệng. Thì còn cái tàu sữa này thì đi đôi với là sò Mexico nha bác nha. Nói chung về những dòng sò sách của Mỹ thì chắc ăn nó tương đối là giống nhau, không có khác thì nhiều nha. Hàng thì tất cả còn riêng như báo nha bác. Với công suất của cái con đáy Crown Microtep 600 này thì nó đánh được một đôi bát 40, một đôi 30 ghép với một đôi 20 với bốt hay cả đôi 25, hai đôi 20 vân vân. Thì các bác ghép đánh bốt hay đánh những dòng loa full Zyber, đặc biệt Crown đánh Zyber thì rất là ok, rất là hay luôn các bác nha. Tiếng rất là sáng và như là chắc khỏe. Và giá của này thì báo luôn cho tất cả bác, đây các bác cân đối thì con này hiện tại bên em đang bán với mức giá là 11 triệu. Bên em đã bao ship và tặng kèm theo bộ dây, tất cả bác kết nối từ đó lên vang nha.
À, rất là chất lượng và rất đẹp nha bác. Rồi, đó là sản phẩm bên em giới thiệu cho các bác trong video ngày hôm nay. Thì mọi chi tiết mua hàng tới các bác liên hệ của Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. À, bên trong này thì bên em có một con đái của Nhật, đó là đái Hifax Pro 4023A. À, con này thì bên em mời cũng chưa có video cụ thể cho bác, nhưng mà báo giá luôn cho tất cả bác, thì hàng nó rất là đẹp. Thì con này có giá là 10.500.000, giá bên em đã bao ship toàn quốc cho tất cả bác nha. Hàng thì bao riêng nguyên báo của hàng mới như đập thùng luôn nha bác nha, mới như khu thùng luôn. À, có hỗ trợ đánh súp hơi nha, con này thì có đâu hỗ trợ đánh súp hơi cho thực kênh 10.500.000. Bác nào chốt thì cứ việc alo của Hồng Hoa xuống thổi trong anh. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác những video lần sau.